Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát và sự kiện. Hôm nay buổi sáng thứ hai đầu tuần, ngày 29/10/2018, Thanh Nguyễn rất mừng được test một chiếc băng số, một chiếc máy lưng tiếng có tên là Idol Audio IP28 HLIO, một thương hiệu, một đẳng cấp, cho bác Đỗ Văn Tình có số điện thoại như trong hóa đơn ở Thanh Hóa. Thì bác Tình này là trong những người rất đam mê âm thanh, yêu ca hát. Bác mua rất nhiều thiết bị âm thanh từ các khu vực khác nhau, từ vang số, từ cục đẩy, vân vân. Tóm lại là bác ấy hát chưa ổn. Qua nghiên cứu trên kênh YouTube, bác đã đặt niềm tin vào Thanh Nguyễn và nhờ Thanh Nguyễn chép cho một chiếc vang và một chiếc lưng tiếng. Thì đây là một chiếc lưng tiếng có tên là Idol Audio. Idol tức là nói về cái thần tượng cho âm thanh đấy. Những bạn nào mà là idol fan của những máy lưng tiếng thì sẽ ủng hộ anh Nguyễn nhá. Và chiếc vang này anh Nguyễn áp cho bác 4 chế độ. Chế độ 1 là hát echo dì vợt, chế độ 2 là dì vợt, chế độ 3 là echo 4 lần nghe nhạc. Nên nghe nhạc đây, anh nghe nhá, tắt ngay. Anh Nguyễn để tiếng trống bát lên thế. Còn nếu bác muốn nghe về hát thì bác phải chế độ 1 cho em. Sau đó lưu vĩnh viễn hoặc bác dùng remote control có thể điều khiển được trên chế độ khác nhau. Thì bác chú ý em này, trước khi nhận được những chiếc này, thống nhất với bác là bác sẽ để em cái mic UG8 để mức tầm 1 giờ chiều vốn mic nhá, 1 giờ chiều. Thì trong cái tay mic này nó sẽ có một tay lặng, tay nhẹ. Ví dụ như tay bên 152 là lặng thì bác sẽ để em lên một tí, tức là lệch cái vốn mic này. Bên này để 12 giờ nhẹ nhá, à 1 giờ nhẹ. Bên này 1 giờ lặng thì bác đẩy em lên một tí. Thì nó sẽ cân mic, hát nó sẽ không khó chịu giữa hai tay mic. Đây là ý 1, thống nhất với bác này em để bác 1 giờ. Và chiếc máy lưng tiếng này tất cả đều là sáng hết nhá. Cái này bác không cần đèn sáng, sáng hết. Lúc đầu tiên lúc trống, lúc này phối hợp dòng ca kiểu nhạc để em 10 giờ. Lúc này tùy theo chỉnh mình. Em tạm thời đánh dấu này để bác lấy cơ sở đã. Tôi check này, check kênh 1, trống kênh 1. Lúc này để nguyên này, một cái là 12 giờ, cái 10 giờ. Kênh 2, lúc này lúc trống để nguyên này. Hai lúc để nguyên, check, để check này. Đấy. Tùy theo bác có thể nghe. Trống có thể nếu nhiều quá giảm đi, giảm đi. Thế còn cái vang số này em để mic là 46, nhạc là 15, nhại là 47. Bác muốn nhại nữa bác răng đây. Đây, bác lại nhiều nữa răng đây. Effect này. Đấy. À, lúc mới để to nữa. Và thông nhất đẩy bác để em trước hết là 2 giờ nhá. Nếu đẩy bác nhạy quá bác để em có thể 1 giờ. Đấy. Có thể là em để 2 giờ. Để sắp bác alo. Nếu mà lặng thì bác tăng lên, không dít tăng lên. Nếu mà nhẹ quá thì giảm xuống. Đấy này. Và mic để này trước nhá. Đẩy để 2 giờ đã. Nếu mà nó dít thì bác giảm luôn nha, bởi vì nó nhẹ quá. Cái này hoàn toàn không dít luôn nhá. Này. Bác lại chơi với là $2.33. Hà Nội em áp đúng rồi đúng không? Đi mà. Đây. Đây, còn sống nguyên nữa. Đây, thoải mái luôn. Trong thảo loa là bao nhiêu nhá? Không có từ dít. 1 2 3 4 5 6 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GVK2 1 2 3 4 5 6 Echo rất hay, thì còn bay hát hay nhỉ, bay rất là tuyệt vời. Chắc khả linh bác là ok luôn. Và số hai mươi đã sát xong. Bác nhớ cái thông số này nhá, để em này, để thống nhất với nhau cho nó hay. Mì cái này hát lên rốn rốn hay, người không hay phải là hay.